Hello cả nhà, chào cả nhà, trở lại Thủy Family Oregon USD cả nhà ơi. Hôm nay Thủy cũng mới đi siêu thị về nè cả nhà. Thủy sẽ quay cho cả nhà xem ha, nhưng mà Thủy mua được cái này Thủy thích lắm. Thủy sẽ xa cả nhà xem ha, tại vì cái này á là Thủy cũng thấy trong Tesco hôm nay á. Hôm nay Thủy là đi siêu thị Tesco, cũng là một sở túi quần nè cả nhà, 300 đô cả nhà. Đây là 15 đồng, 14 đồng mấy, 99. Còn đây á, là 208 mấy đô, 300 đô. Đó, 300 đô là khoảng 6-7 triệu nha cả nhà, 6-7 triệu. Sợ táo quần cả nhà, đó, sợ táo quần suốt ngày thôi. Ok, bây giờ Thị sẽ chia sẻ với cả nhà mình coi là Thị mua 7-8 triệu là mình mua được cái gì ha cả nhà. Trước tiên là hãy mua một hộp bánh. Một hộp bánh nè cả nhà. Bánh pía sầu riêng nè cả nhà. Cái này thì cũng chia sẻ với cả nhà mình rồi, cho nên là thì không chia sẻ, thì không có xé ra nữa. Tại vì cái này thì cũng có rồi, nếu ai mà có thắc mắc thì vô cái video đó coi ha. Này, bánh này cũng rất là ngon. Bánh sầu riêng, bánh pía sầu riêng nhưng đậu xanh cả nhà. Thì thích cái loại này. Đó, là một bịch nha. Cái loại này là khoảng 100 ngàn nha cả nhà. Hôm nay là 4 đồng 99 đó. 4 đồng 99 là khoảng 100 ngàn tiền Việt mình. Và đây thì có mua cái này. Thường ở bên Nhật á, gửi qua cho thì là cái gông biển. Cái gông biển rồi là để cái quán cơm ăn thôi. Còn cái này là gông biển của Korea cả nhà. Mà gông biển nó là gông biển organic, cho nên là cái này mình để ăn giống như ăn bánh đó cả nhà. Nhiều khi buồn miệng cái lấy bịch ra ngồi ăn giống như ăn bánh rất là ngon cả nhà. Cái bánh này thì nó là 8 đồng mấy đô nha cả nhà, khoảng 9 đồng đô. Thì khoảng 9 đồng đô là khoảng 160-170 ngàn gì đó. Bịch bánh. Và đây, wow, một quả bánh đậu bố luôn cả nhà ơi, cả nhà ơi. Cái này gọi là popcorn cả nhà, nhưng mà đây nó có cranberry với lại chocolate, nó có chocolate với lại gọi là đường á cả nhà, đường ngào ấy. Cranberry với chocolate, một bịch này là hôm nay thì mua là khoảng 6 đồng đô, là khoảng 120 ngàn cả nhà. Nhìn cũng rất ngon phải không? Tại vì cả nhà biết sao không? Con thì á trở về học rồi, cho nên là thì phải làm cơm hộp cho con thì á, cho nên là mình mua cũng mấy cái ăn giặt cũng hơi nhiều cả nhà. Và đây những cái bịch hạt thì lúc nào thì đi Tesco thì cũng mua hạt nha cả nhà. Hai bịch hạt nè cả nhà. Đó, cái bịch hạt này nhìn ngon. Bịch hạt này thì mới mua lần đầu tiên cho nên thì thấy ngon quá à. Nó có đường mật ong á cả nhà, đường mật ong nhìn rất là ngon. Và đây nữa, hai bịch để ăn giặt, nó không có béo cả nhà. Mình ăn giặt mình ăn mấy cái đó thì nó ngon. Đây, và đây là hai bịch phô mai. Cái giá này nha cả nhà, cái giá bịch này là 13 đồng mấy đô, là khoảng 300 ngàn, khoảng 300 ngàn. Còn cái bịch này thì cũng khoảng 300 ngàn nha cả nhà, cũng mười mấy đô, 13 đô, 14 đô thì quên rồi. Đó, cũng 300 ngàn là một hai đó. Đây, và đây là hai cục hai bịch phô mai. Phô mai này để Thủy thường hay nấu để ăn hay làm salad đó cả nhà. Phô mai này Thủy để làm đồ ăn hay là làm salad đồ với cả nhà. Đây, hai bịch này ở trong Tesco Thủy mua là 12 đồng nha cả nhà, là khoảng 212 đồng, là khoảng 240 ngàn, 250 ngàn gì đó, nó cỡ đó đó cả nhà. Thủy cũng không rõ lắm cài nữa ha. Sơ quá cho cả nhà xem. Và đây, hai núm. Wow, hai núm quá trời to luôn. Một bọng vậy là khoảng 100 ngàn nha cả nhà. Chồng Thủy thì mê ăn nấm lắm. Tại vì mình ăn đẹp, có sức khỏe bổ cả nhà. Khi nào Thủy với chồng Thủy có thời gian mình sẽ đi hái núm ha cả nhà. Tại vì cũng đến mùa hái núm ở Oregon nè, vô tháng 10 là bắt đầu có núm rồi. Cho nên nhưng mà vợ chồng Thủy bận quá, không có thời gian cả nhà. Có thời gian muốn đi lắm nhưng mà không có thời gian. Hai bịch núm này nè cả nhà. Một dĩ núm này là khoảng 100 ngàn, 120 ngàn, 100 ngàn gì đó. Khoảng 5 đồng, năm mấy á, thì cũng không biết. Và đây, Thủy mua được một cái lạc xưởng. Đây,
Lạp xưởng này á, hồi nãy Thúy mua thì không nhớ cả nhà ơi, chắc hình như là 12 hay 14 đồng á. Rồi cho nó 250 hay 300 ngàn đi cỡ phần đó. Đây, hai lạp xưởng. À, mua được lạp xưởng thích quá cả nhà. Và đây thì có mua, thường thì để hai sùng dùng cái này nè cả nhà. Cái này là mani của Nhật Bản nha cả nhà. Cái hiệu này nè, hiệu Kipper này nè. Cái hiệu Kipper này rất là ngon. Bữa nay trong Tesco nó có, thường thì cũng hay đi thì cũng muốn mua á. Rồi nó có sẵn lấy luôn một hai chai này của nó là 5 đồng mấy đô cả nhà. 4 đồng mấy, 5 đồng mấy á, thì không nhớ. Cho nó khoảng 100 ngàn đi, 100 đến 120 ngàn hai chai này. Thì hai chai luôn, phải có mua sẵn á mình để. Tại vì thị thích ăn mane của Nhật Bản hơn là của Mỹ. Đây, và thị có mua nguyên mọi cúc dừa này cả nhà. Người Việt mình á thì làm cái gì cũng có nút cúc dừa cả nhà. Đây, hộp này là 8 đồng. Ở trong đây nó có 6 hộp nha cả nhà, không có sale. Nhưng mà thị mua luôn tại vì thị hay nấu đồ ăn có nút cúc dừa lắm. Cho nên thôi mua sẵn ở nhà. Ngoài đây cũng là một bịch phô mai luôn cả nhà. Đây là một bịch phô mai cho lấy lì con gái của thị á. Nó hay ăn giặt á cả nhà, nó ăn phô mai nè. Và phô mai này là phô mai có cái vị là apple nha cả nhà. Rất là ngon, có cái vị táo rất là ngon. Cái bịch này cũng 10 đồng á, 10 mấy đồng là 250 ngàn. Rồi, thì có mua thêm một cái hộp thịt này nữa nè cả nhà. Cái hộp thịt. Hộp thịt này là thì cũng không có thích ăn cái thịt bò ốp sẵn, nhưng mà tại lâu quá mình không có biết á, tại thấy cũng hơi để thử bữa nào thì xào lên mà để thì làm thì ấy chứ thì ăn với cả nhà, thì chia sẻ với cả nhà mình ha, coi cái gì nó có ngon không. Thì cũng lần đầu tiên luôn á, tại vì thì ít có mua thịt bò ốp sẵn lắm, không có thích. Tại vì người ta thường nói á, cái thịt mà ốp sẵn rồi là cái thịt nó không có ngon, thì người ta mới ốp nhiều gia vị vô đó nó không có ngon, không có tươi. Cho nên thì ít có mua lắm. Nhưng mà hồi hôm nay sẵn thấy cũng không có ăn, mà mình ở trong Tesco mình đi lúc nào cũng thấy thôi, để thử luôn cả nhà, thử có ngon không. Thì cũng nghe nó ngon lắm nhưng mà thì chưa có bao giờ thử qua. Cái hộp này là 23 đô, cho nó 23 đô, 9 sang mốt nè nha, là nó phạt bỏ 250 ngàn. Đây là thì có mua pin, mua đèn pin, ba cái pin, pin này thì nó 19 đồng đô cả nhà, 19 đồng chín á, cũng là 20 đô, vẫn 19.9, nên là vẫn 20 đô. Bạc cái đèn pin, tại vì bắt đầu vô mùa đông thì tối lại tối nhanh lắm cả nhà, mùa đông á, mùa thu mùa đông thì tối rất nhanh. Cho nên thị thì sống ở trong quê thì phải có đèn pin rất nhiều, mà nó rẻ nữa nha, nó có pin sẵn luôn nè đó. Cho mua đèn pin ba cây, cái này cũng khoảng 400 ngàn cả nhà, 400-450 ngàn. Này và thì có mua bánh dạo. Bánh dạo này cả nhà là nó không phải của Nhật Bản nha cả nhà. Bánh dạo này là thì không nghĩ là không phải của Nhật Bản, cái của Korea quá. Nhưng mà cái bánh dạo này thì cũng ăn qua rồi cả nhà, cũng ngon lắm. Cho nên là mua để cho con thì làm cơm, cho con thì đem vô trường á, mình cho một cái hai cái vô. À, rồi đây thì có cái này nữa cả nhà. Wow nè, thì mua cái ham này nè, cái ham này, cái ham này thì cứ thích ăn cái ham này với dạng giống như ở bên Nhật hay ăn cơm trắng với chiên ham lên với hột gà, hột vịt tới cả nhà, xong rồi xào chút rau là cũng xong một buổi cơm. Cho nên là cái này ở nhà thì lúc nào cũng phải có, tại vì cái này nó tiện lợi, nhiều khi mình có gì mình lấy ra mình chiên lên một hai miếng á, xong rồi mình ăn thôi. Thì cái này hôm nay nó cũng là 20 đô nha cả nhà. 20 đô thì nó cũng khoảng là 400-420 ngàn cả đó đó. Nè, một vỉ luôn. Trong đây là có 8 hộp nha cả nhà, một vỉ là 8 hộp. Đây, một bọc về 8 hộp, một vỉ của nó vậy là có 4 hộp nha cả nhà, 8 hộp trong này mà nó khoảng 250 ngàn. Đó cả nhà. Ok, bây giờ thì sẽ đưa mấy cái này thì mua được cái này là cả nhà. Còn đây thì cũng có mua, đây là quần mặc trong nhà nha cả nhà. Cái này thôi khỏi đi ha, cái này khoảng 120 ngàn hai cái. Nó cũng mua mấy cái mình mặc trong nhà, đi tới đi lui á cả nhà, nó cũng tiện lợi. À, thì đây mà thì có mua cái này, ai mà có chó con á đi vô Tesco mua là tốt nha cả nhà. Nhà thì có chó con cho nên nè,
cái này để cho nó đi đi toilet á, cả nhà trong nhà mình lót xuống nha, đi toilet. Một cái dĩ này à, có 100 cái ở trong đây nè cả nhà, 100 cái ở Tesco mà có 16 đồng mấy à, là khoảng 320 ngàn, mà nó rất là nhiều nha cả nhà. Còn mình mua ở ngoài á, mấy siêu thị nhỏ nhỏ nó mắc lắm luôn, có mười mấy 20 cái mà mười mấy đồng đô, cho nên là cái này nó 100 cái luôn, cho nên Thủy mới chạy đi Tesco cả nhà. Đây mà hôm nay Thủy rất thích là Thủy mua được cái nồi này cả nhà, cái nồi cơm điện của Nhật Bản, à nên là Thủy thích quá rồi Thủy bút luôn, à Thủy lấy luôn. Cái nồi này là 80 mấy đô nha cả nhà, cái nồi này là 80 mấy đô. Đây là cơm điện của Nhật Bản, đây là 80 mấy đô cả nhà, là cũng không có mắc nha cả nhà, khoảng 88 đô hay nhiêu quá nãy thì quên rồi, nhưng mà nó khoảng là 1.6-1.7 nếu mà tính ra tiền Việt mình thì nó là vậy. Còn ở bên Nhật mà cả nhà mình mà mua nồi cơm điện mà nấu để ngon là 300-400 đô nha cả nhà. Nhưng mà hồi lúc thì đi qua Mỹ á, thì mua nồi cơm điện á thì không có được, điện ở bên Mỹ với điện ở bên Nhật á nó khác nhau, cho nên người ta nói á, nếu mà muốn mua đồ điện thì nên mua cái đồ điện mà xài được ở bên Mỹ. Thì lúc đó thì đi kiếm thì mua thì không có mua được, cho nên thôi khỏi. Này thì tháo ra cho cả nhà mình coi luôn ha, thẳng tháo ra cả nhà, âu đau quá, tháo ra cho cả nhà mình coi luôn cái nồi cơm điện. Tại vì nồi cơm điện nhà thì cũng cũ quá rồi cả nhà, xài nó cũng mấy năm rồi đó, mà lúc tới thì mua nó có 20 mấy đô à, thì rồi bây giờ nó cũng lâu rồi, thôi mua cái mới về xài luôn. À, thấy tại vì Thủy cũng không có thấy trong Tesco á, hôm nay sẵn thấy nè rồi mua luôn cả nhà. Cái đồ dựng cái giác cơm à. Để tháo ra cho cả nhà coi. Đây cả nhà, cái nồi nó vậy nè cả nhà, rồi bỏ nó qua một bên. Thì nồi cơm điện nhà thì cũ quá rồi cả nhà ơi, mà tiếc tiền không có chịu mua, tại vì thì không có thích mua nồi cơm điện của Mỹ á, cho nên thôi hôm nay thì thấy của Nhật thì thích thì ginh luôn. Nói chung á nha, đồ Nhật á xài rất là bền, xài rất là bền, thì rất thích xài đồ của Nhật, và nó cái nó rất là lâu á cả nhà, nó đẹp, nó cái mẫu mã nó cũng đẹp nữa, nó không có cồ kè cả nhà. Này cái nồi cơm điện đây, để Thủy bấm ra cả nhà coi, ở trong hình như là nó có, đây là cả nhà, nó có cái đồ để hấp nữa. Nhà thì cũng không có ăn cơm nhiều quá, cho nên là thôi mua cái nồi nhỏ 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 này thôi, chứ không có mua bự, không có mua to, tại mình mua to mình nấu cơm nhiều cái mình để mình không có ăn, bỏ cũng muộn cả nhà, nấu lên miếng nạc ăn cơm nóng cho nó ngon. Đây ở trong nó như vậy nè cả nhà, mà nó có cái hộp gì luôn nha cả nhà, nó có cái này để mình hấp rau cải nè cả nhà, hấp đồ định kia, mà nó có cái lon để đông gạo luôn. Thôi ở bên Nhật á, nấu cơm là đông gạo bằng cái lon này nha, chứ không phải cái lon sữa bò giống như mình ngày xưa ha, mấy cái lon nó là cái lon chút xíu vậy nè cả nhà. Cho nên là khi cả nhà đi coi mua nồi cơm điện, cả nhà nói là bao nhiêu lon thì mình đừng có nghĩ là cái lon sữa bò lon bự nha, cái lon nó chút xíu vậy thôi đó, cái này là đông gạo. Cái nồi này cả nhà là nấu được 5 lon gạo này nè, 5 lon gạo này thì nó cũng khoảng được 6 hoặc đến khoảng 7 chén cơm của Nhật. Cái chén cơm của Nhật nó nhỏ cả nhà, nhỏ nhỏ vậy nè, khoảng 7 chén cơm, 7-8 chén cơm của Nhật nấu được là 6 lon này. Đây cả nhà, cái nồi ở trong đẹp ha. À, một cái nồi được, cái nồi thích quá à. Nó cũng đơn giản đó nha ha, mà nó nhỏ nhỏ, nó gọn nữa, cho nên là thôi chứ mà mình mua bên Nhật mình xách qua cả nhà cũng cồn cồn, nó cũng nhiều quá thôi. Này ở trong này nó có những cái số bấm ấy về luôn cả nhà ha, đẹp ha, thì thích quá trời luôn. Nhưng mà nó có 1 triệu mấy cả nhà, có khoảng chừng 1.6-1.7 thôi, rất đẹp ha. Rồi hôm nay á chị đi chưa thể mua được nhiều đó cả nhà, chia sẻ cả nhà mình, nên cả nhà Hương Thị cũng cho Thị một like, một share hay nhắn đăng ký nha cả nhà. Thì có gì thì cũng không có gì, thì chỉ có những cái chia sẻ những cái gia đình của Thị, những cái gì mà nó
lạ hay là mua sắm hay là đi chơi, đi du lịch hay là cái gì mình ăn uống đi cả nhà, thì thử chia sẻ lên. Xin cả nhà mình ủng hộ thì cho Thủy một like, một share, nhấn đăng ký. Mong là cả nhà thèm video, thích video. Hẹn gặp lại cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Thủy. Bye bye.